Xin chào quý thầy cô. Các xin tự giới thiệu. Tôi là tiến sĩ Lò Thường Vân, giảng viên bộ môn chính sách công khoa kinh tế phát triển, trường đại học kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong phần 4, bài tập 2, module 1, công nghệ dạy học trực tuyến, tôi xin trình bày một bản kế hoạch rà soát các hoạt động kiểm tra, đánh giá trực tuyến, hoạt động dạy học hoặc tài nguyên học tập để xác định tính hiệu quả của khóa học. Như các thầy cô đã biết, bất kỳ một khóa học nào cần phải thường xuyên đánh giá, rà soát và hoàn thiện. Tôi sử dụng hai hình thức đánh giá. Thứ nhất, đó là hình thức đánh giá ngang hàng từ các giảng viên cũng giảng dạy bộ môn kinh tế công cộng của khoa bộ môn chính sách công. Tôi nhờ các đồng nghiệp của mình tập trung vào các nội dung trong trang web và khóa học của bản thân để có thể tập trung vào những cái nội dung cụ thể và đưa cho tôi những cái lời nhận xét bằng việc họ trực tiếp trải nghiệm các cái khóa học dưới góc độ của sinh viên và giảng viên. Bên cạnh đó, khóa học của tôi xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra và phải chấm điểm trên các cái tiêu chí của đề cương học phần kinh tế công cộng của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã được phê duyệt. Theo đó, thì phải thực hiện đúng được mục tiêu của học phần và phản ánh được trình độ của sinh viên về khả năng tái hiện, khả năng ghi nhớ được các khái niệm, vai trò chức năng của khu vực công cộng và việc kiểm tra khả năng tái hiện này bằng việc các em làm bài kiểm tra trả lời câu hỏi sau mỗi cái chương học nhất định. Khả năng tiếp theo đó là khả năng tái tạo qua cái việc các em tiến hành thảo luận và làm bài giữa kỳ bằng việc xây dựng video nộp cho giảng viên qua trang web. Các cái bài tập nhóm, các em tự xây dựng các cái chủ đề, nêu các cái ví dụ cho mình bằng các cái thất bại ảnh hưởng của thị trường, các cái ví dụ. Khả năng lập luận thể hiện ở các câu hỏi mở tại mỗi phần kết luận và khả năng sáng tạo thì thể hiện ở tất cả các bước từ bước lập video thuyết trình cho đến trả lời phản hồi ý kiến của giáo viên, cũng như cái việc kết hợp kết quả học tập của các em phải đảm bảo được chuẩn đầu ra và đầy đủ các cái nội dung học phần theo quy định của nhà trường. Bên cạnh đó, bên cạnh hình thức đánh giá ngang hàng, đánh giá hoàn thiện ngang hàng, tôi áp dụng hình thức đó là nhận phản hồi của sinh viên sau khi đã có điểm của khóa học. Thì tôi có gửi email với đường link sử dụng hệ thống mở, đó là Google Form. Tại Google Form này thì tôi đề nghị các em sinh viên trả lời và bày tỏ quan điểm ý kiến của mình. Ví dụ như các em có gặp vấn đề về khóa học không, các em thích điểm gì ở khóa học, các em muốn cải thiện điều gì ở khóa học. Tất cả những nhận xét của các em sinh viên sẽ được phân tích và đánh giá lại, tập hợp lại thành một cái bảng báo cáo để có thể hoàn thiện khóa học và triển khai trong các kỳ học sắp tới. Bên cạnh đó, như vậy thì việc mà tôi tiến hành đánh giá và cải thiện khóa học của mình thì được tiến hành một cách liên tục trong suốt quá trình giảng dạy qua lắng nghe phản hồi về mặt kỹ thuật của các em sinh viên thông qua LES, thông qua cửa sổ box chat, thông qua phản hồi qua mạng Facebook thì tôi tiến hành phản hồi sau khóa học. Và bên cạnh đó thì tiến hành nhận phản hồi ngang hàng, nhận xét từ các giảng viên của khoa và sẽ mở rộng. Đó là gửi khóa học đến giảng viên cũng dạy bộ môn kinh tế công cộng tại các trường như Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn để từng bước có thể hoàn thiện khóa học của mình.